Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về một cái khóa học, đó là làm cái website bán hàng chuẩn sale. Thì tại sao chúng ta nên kinh doanh online? Thì như Bill Gates từng nói là đến năm 2020, nếu bạn không kinh doanh online thì đừng nên kinh doanh nữa. Câu nói trên của cái tỷ phú phần mềm thì cũng nói lên được cái tầm quan trọng của kinh doanh online trong tương lai không xa. Thì như các bạn thấy là cái lợi thế của kinh doanh online là gì? Là nếu như các bạn làm công việc full time, làm công ăn lương, thì giới hạn về thu nhập nè, lĩnh vực về kinh doanh từng cá nhân. Nhưng mà vì kinh doanh online thì chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tiền mỗi tháng từ cái sản phẩm của chúng ta. Thì mỗi bạn chúng ta đều có những cái sản phẩm khác nhau, chúng ta có thể kinh doanh online, và hiện tại kinh doanh online đang là thu thế rất là hot. Công việc này thì nó đòi hỏi là gì? Không cần phải tốn nhiều tiền, nhiều vốn như kinh doanh truyền thống. Tức là chúng ta không cần phải thuê mặt bằng, không thuê người làm gì cả, đúng không nào? Tất cả chúng ta chỉ cần là gì? Một cái máy tính và một cái website là hoàn toàn được, đúng không nào? Rồi thì tại sao chúng ta tự làm cho mình một cái website bán hàng mà không cần đến một cái đơn vị khác? Thì tại sao như vậy? Bởi vì là gì các bạn, là khi mà cái công nghệ phát triển thì hiện tại là WordPress phát triển rất là mạnh, thì chúng ta có khả năng là tự làm cho chúng ta một website giống như thế này. Các bạn thấy đầy đủ tất cả chức năng ha, tất cả những danh mục, rồi chúng ta có sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy, rồi vân vân, rất là nhiều danh mục chúng ta có thể show ra sản phẩm như thế này. Các bạn thấy một website rất là đẹp, rất là đầy đủ ha. Chúng ta có kiểm tra đơn hàng, giới thiệu đơn hàng, quản lý thành viên, rồi giỏ hàng như thế nào, đăng ký các dịch vụ hỗ trợ, vân vân, rất là nhiều tính năng chúng ta có thể hoàn toàn tự làm được. Và khi mà chúng ta làm được như thế này thì rõ ràng là gì các bạn, chúng ta tương tác được với khách hàng rồi, chúng ta không có gì nữa, không phải tốn nhiều chi phí. Bởi vì một cái website của bạn làm mà hoàn chỉnh thì nó tốn ít nhất phí design là gì, là cũng đến 5-6 triệu, và phí mà chúng ta cost khoảng 5-6 triệu là khoảng 12 triệu. Tuy nhiên đối với khóa học này thì chúng ta chỉ cần vài trăm ngàn chúng ta có khả năng tự ra một cái website này dựa vào những cái công nghệ support. Là các bạn thấy là gì? Chúng ta khi mà chúng ta làm cái website này thì chúng ta hiểu rõ là như thế nào để chúng ta làm được website, và từ đó chúng ta là quản trị nó rất là tốt. Chúng ta không cần thuê người quản trị, chúng ta tự quản trị, tự up hàng, tự sửa sản phẩm, up hàng lên, và chúng ta quản trị, chúng ta bán hàng, chúng ta theo dõi những cái đơn hàng. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Là chúng ta bỏ ra chi phí rất là thấp, tiết kiệm đến hơn 95% để chúng ta có tạo ra một website như thế này. Và trong cái khóa học tôi ngồi một cái mẫu website thì các bạn cũng có thể tạo ra nhiều cái mẫu khác nhau từ một cái subcode. Chúng ta có thể tạo ra một cái mẫu giống như thế này các bạn. Một mẫu giống như thế này, hoặc là chúng ta cũng có thể năng tạo ra một cái mẫu giống như thế này, tạo ra rất nhiều cái mẫu khác nhau. Tôi hướng dẫn các bạn tạo ra nhiều mẫu bằng những công cụ có sẵn, chúng ta sẽ tạo được cái nhiều mẫu khách hàng, nhiều cái mẫu website. Vì các bạn có thể có kinh doanh nhiều loại website, thậm chí là gì các bạn, là sau khóa học các bạn cũng có thể là triển khai một cái website, chúng ta cũng có thể bán cho các cái đối tác khác cũng được. Thì đó là cái lợi ích trong cái khóa học này. Rồi cảm ơn các bạn.